Bộ Y tế Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer làm vaccine tăng cường. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho những người từ 18 tuổi trở lên. Mỗi thuốc này nhằm giúp cho những người đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 đầu tiên duy trì khả năng bảo vệ chống lại virus theo thời gian. Mỗi tiêm tăng cường giống như với thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech thông thường và phải được tiêm ít nhất 6 tháng sau liều thứ hai sự thay đổi này chính thức hóa những gì một số tỉnh đã và đang thực hiện và những gì ủy ban cố vấn quốc gia về tiêm chủng đã khuyến nghị các tỉnh đã áp dụng các chiến lược triển khai tăng cường khác nhau vắc xin mRNA được phê duyệt ở canada đã được sử dụng như là liều thứ ba để cung cấp bảo vệ lâu dài hơn cho những người có nguy cơ cao bao gồm cả cư dân tại nhà chăm sóc dài hạn và những người bị suy giảm miễn dịch vào cuối tháng 10, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng NACI đã khuyến nghị sử dụng vaccine tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm những người từ 70 tuổi trở lên và nhân viên y tế tuyến đầu có khoảng thời gian ngắn giữa hai lần tiêm. Bằng chứng đã cho thấy, việc kéo dài khoảng thời gian giữa liều đầu tiên và liều thứ hai mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Nasi cũng đề xuất vaccine tăng cường cho những người đã tiêm hai liều vaccine AstraZeneca vì vaccine mRNA có khả năng bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, Nasi nói rằng hầu hết những người bên ngoài các nhóm có nguy cơ cao cần tiêm vaccine tăng cường vào thời điểm này vì không có bằng chứng về việc bảo vệ suy yếu theo thời gian đối với các ca COVID-19 nghiêm trọng trong dân số nói chung.